trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn vai trò của Liên Xô trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975, phần thứ hai. Dưới áp lực của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, nôn nóng ra khỏi chiến tranh với điều kiện bảo toàn sĩ diện nước lớn, không ít hơn một lần. Chính quyền Johnson yêu cầu Liên Xô gây áp lực để Hà Nội chấp nhận đàm phán theo các điều kiện do đế quốc Mỹ đặt ra. Tôn trọng quyền tự quyết, tính độc lập, tự chủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thái độ của Liên Xô khá rõ ràng và kiên quyết, Liên Xô không có thẩm quyền và không thể đàm phán đại diện cho miền Bắc Việt Nam. Tình hình Việt Nam phải được thảo luận với chính quyền Bắc Việt Nam, ủng hộ tuyên bố bốn điểm. 1. Chính phủ Mỹ phải giúp quân khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 2. Tôn trọng quyết định hiệp định Geneva 1954 về Việt Nam. Hai miền Nam Bắc Việt Nam không tham gia liên minh quân sự với nước ngoài, không phải đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên vùng lãnh thổ của mình. 3. Công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam phải được giải quyết bởi nhân dân miền Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài. 4. Việc thống nhất đất nước của Việt Nam phải được giải quyết bằng người dân hai miền Nam Bắc, không có bất kỳ sự can thiệp nước ngoài. Đánh giá đó là một tuyên bố hợp lý, có thể coi đó là cơ sở để bắt đầu đàm phán. Liên Xô khuyến cáo Đế quốc Mỹ sẽ không đạt được bất kỳ tiến bộ nào nếu cách giải quyết vấn đề việt nam trong thời gian tới vẫn được trình bày bằng những thuật ngữ xúc phạm như trước đó vẫn thường xảy ra liên xô luôn có những phản ứng thực tế đối với hành động leo thang chiến tranh và các yêu cầu đàm phán không thực chất mang tính tuyên truyền đánh lừa dư luận của đế quốc mỹ gắn vấn đề giải quyết chiến tranh việt nam với cải thiện quan hệ xô mỹ hoạt động leo thang quân sự của hoa kỳ tại việt nam không phù hợp với yêu cầu tiếp tục cải thiện quan hệ xô mỹ nhà nước Xô Viết làm tất cả để tăng cường quan hệ với Mỹ và hy vọng Mỹ cũng sẽ làm tất cả để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Khi được hỏi về khả năng tổ chức một hội nghị cấp cao về các vấn đề hạt nhân, Cỏ Sugin trả lời dứt khoát. Điều đó chỉ xảy ra khi vấn đề Việt Nam không còn trong chương trình nghị sự. Cần có một hội nghị như thế, song chỉ sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị về Việt Nam, Mỹ phải nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. Tháng 8 năm 1965, Đại sứ Cô nhớ báo cáo với Bộ Ngoại giao Mỹ, Rõ ràng là chính phủ Liên Xô đang đóng băng quan hệ Xô-Mỹ vì những vấn đề đang diễn ra ở Việt Nam. Thực vậy, toàn bộ hệ thống hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Xô được chủ định trước bị đông cứng lại, khởi động chậm chạp và có nguy cơ phá sản bởi những lời chỉ trích của Liên Xô đối với chiến dịch ném bom miền Bắc Việt Nam. Tháng 3 năm 1966, tại Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ 23, Tổng Bí thư Brezhnev tuyên bố hết sức cứng rắn cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ đang tiến hành, ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ Xô-Mỹ. Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam trên mảnh đất độc của sự xâm lược và bạo lực, không thể trồng cây hợp tác hòa bình. Về diễn biến tình hình, Đại sứ Mỹ Cô Nhơ nhận xét rằng, từ chỗ rất nhỏ, vấn đề Việt Nam và đàm phán hòa bình giải quyết chiến tranh Việt Nam lớn dần, chi phối nhiều lĩnh vực quan hệ quốc tế quan trọng, thành trở ngại cho việc giải trừ quân bị, vũ khí hạt nhân và các vấn đề tương tự. Tháng 2 năm 1969, tiếp xúc với chính quyền Nixon, gửi thông điệp về các vấn đề hòa bình và hợp tác quốc tế liên xô đề cập đến vấn đề việt nam việc giải quyết mặt chính trị của cuộc chiến tranh việt nam trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng chính đáng của nhân dân việt nam và rút hoàn toàn quân đội mỹ khỏi lãnh thổ việt nam sẽ ảnh hưởng một cách tích cực đến quan hệ xô mỹ nghiêm túc cảnh báo mỹ phương thức giải quyết vấn đề việt nam bằng sức mạnh quân sự chẳng những không có tương lai mà còn hết sức nguy hiểm liên xô tỏ thái độ hết sức hoan nghênh cuộc đàm phán paris hy vọng về những bước tiến mới với kết quả tích cực điều đó như liên xô khẳng định là hoàn toàn hiện thực nếu có sự đánh giá đúng đắn các lực lượng chính trị hoạt động tại việt nam và thừa nhận quyền hợp pháp bình đẳng của các lực lượng ấy tại bàn đàm phán liên xô khẳng định luôn quan tâm đối với việc giải quyết một cách nhanh chóng cuộc xung đột việt nam bằng đàm phán hòa bình trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân việt nam cam kết liên xô đã đang và sẽ đóng một vai trò tích cực để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam một cách nhanh nhất. Trong các cuộc thảo luận với đại diện phía Mỹ hoặc với Tổng thống Nixon, đại sứ Liên Xô Đỗ Bên In tỏ rõ quan điểm Liên Xô có ảnh hưởng đáng kể đối với Hà Nội. Xong, ảnh hưởng ấy chỉ được phát huy đẩy nhanh tiến trình đàm phán khi và chỉ khi Hoa Kỳ có nhận thức và cách tiếp cận nghiêm túc, đúng đắn về kết thúc chiến tranh Việt Nam. Tháng 5 năm 1972, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh xô Mỹ trong chiến dịch ngoại giao con thoi với Trung Quốc và Liên Xô, nhằm chia rẽ Hà Nội với Moscow và Bắc Kinh, biến sự chia rẽ ấy thành công cụ đắc lực giúp Nixon chấm dứt chiến tranh Việt Nam trong danh dự. Việt Nam phản ứng khá mạnh mẽ trước sự kiện này. Tuy nhiên, trên thực tế, trong cuộc gặp bên lề hội nghị, các nhà lãnh đạo Liên Xô phê phán đế quốc Mỹ lên án gay gắt các hành động leo thang quân sự của đế quốc Mỹ. Không khí cuộc thảo luận như Kissinger miêu tả đôi khi lên tới mức quá khích nhìn chung quan điểm thái độ kiên quyết bảo vệ những lợi ích cơ bản của nhân dân việt nam mà liên xô thể hiện tương đối nhất quán đã tác động có lợi cho việt nam trong thực hiện sách lược đánh đàm đặc biệt là vào các thời khắc đế quốc mỹ đẩy mạnh hoạt động quân sự đến các giới hạn tận cùng của sự khốc liệt hòng gây sức ép trên bàn đàm phán các cơ quan báo chí đài phát thanh vô tuyến truyền hình liên xô đều mở những đợt tuyên truyền rộng rãi về chiến thắng của nhân dân việt nam các đoàn thể quần chúng Liên Xô gửi điện mừng các đoàn thể quần chúng miền Nam Việt Nam. Trong các cuộc hội đàm với Thủ tướng Pháp, Tổng thống Congo, các nhà lãnh đạo Liên Xô đều khẳng định rằng Liên Xô ủng hộ đường lối đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Khi nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Liên Xô đã nhiệt liệt chào mừng chiến thắng của nhân dân Việt Nam. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng lịch sử đấu tranh của nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ không bao giờ phai mở trong trí nhớ của loài người về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật. Từ năm 1955, Việt Nam và Liên Xô đã ký kết hàng loạt hiệp định, hình thành một hành lang pháp lý thông thoáng, thuận tiện cho hợp tác giữa hai nước. Hiệp định về đào tạo lưu học sinh Việt Nam trong các cơ sở giáo dục của Liên Xô ngày 27 tháng 8 năm 1955. Hiệp định về hợp tác văn hóa ngày 15 tháng 2 năm 1957. Hiệp định trao đổi hàng hóa, thương mại Ngày 30 tháng 3 năm 1957, hiệp định về thương mại và vận tải biển, ngày 12 tháng 3 năm 1958, hiệp định về hợp tác khoa học kỹ thuật ngày mùng 7 tháng 3 năm 1959, hiệp định cung cấp viện trợ kinh tế và kỹ thuật giúp Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 đến 1965. Để thuận tiện cho việc thanh khoản, ngày 11 tháng 3 năm 1957, Liên Xô và Việt Nam ký kết thỏa thuận về thanh toán phí thương mại thanh toán qua đường ngân hàng nhà nước. Ủy ban hỗn hợp kinh tế kỹ thuật ở Liên Xô được thành lập nhằm hỗ trợ thực hiện các kế hoạch kinh tế quốc dân giai đoạn 1961 đến 1965 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 23 tháng 12 năm 1960. Liên Xô tích cực giúp đỡ nhân dân Việt Nam thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế 1955 đến 1957. Theo Hiệp định ngày 18 tháng 7 năm 1955, Liên Xô viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 400 triệu giúp, giúp khôi phục và xây dựng 25 sĩ nghiệp, đồng ý hỗ trợ tiến hành các công việc khảo sát địa chất ở Việt Nam và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, cho vay một khoản tín dụng là 160 triệu giúp với những điều kiện ưu đãi, giúp xây dựng và khôi phục các sĩ nghiệp công trình công nghiệp và cơ quan thuộc các ngành cơ khí than, điện lực và công nghiệp nhẹ. Những năm 1955 đến 1956, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam số lượng hàng hóa trị giá 45 triệu giúp, bao gồm 9 triệu mét vải bông, 5 tấn bông, 2 tấn sợi, 2 triệu giúp xăng dầu, 26.000 tấn phân bón. Riêng năm 1956, khi Việt Nam thiếu lương thực trầm trọng, Liên Xô lập tức trở sang Việt Nam 170.000 tấn gạo mua ở Myanmar, 85.000 tấn đường và một số lượng lớn hàng tiêu dùng. Tháng 8 năm 1957, khi miền Bắc Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn do bão lụt gây ra, Liên Xô quyết định viện trợ cho Việt Nam 100 triệu giúp. Tháng 3 năm 1959, Liên Xô cho Việt Nam vay 100 triệu giúp để thực hiện kế hoạch 3 năm phát triển kinh tế 1958 đến năm 1960. Theo hiệp định ngày 14 tháng 6 năm 1960, Liên Xô cho Việt Nam vay 350 triệu giúp để mua trang thiết bị, máy móc. Sau khi ký kết hiệp định ngày 23 tháng 12 năm 1960, Liên Xô cho Việt Nam vay một khoản tín dụng 430 triệu giúp với lãi suất 2% trên năm. Khoản vay này được cấp trong 15 năm với những điều kiện thanh toán hết sức thuận lợi. Đồng thời, viện trợ không hoàn lại cho phát triển y tế trong những năm từ 1961 đến 1965 chống bệnh sốt Z 20 triệu giúp. Tháng 9 năm 1962, Việt Nam và Liên Xô ký kết hiệp định. Theo đó, Liên Xô cho Việt Nam vay một khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu giúp giúp đỡ xây dựng mở rộng các xí nghiệp công nghiệp, viện trợ máy móc nông nghiệp, nhiên liệu, khoáng sản. Từ năm 1955 đến năm 1964, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam số tiền vào khoảng 320 triệu giúp, trong đó có 94,5 triệu giúp cho vay không hoàn lại, số còn lại cho vay với điều kiện ưu đãi lãi suất thấp. Năm 1965, chính phủ Liên Xô đồng ý hoãn thời hạn thanh toán lãi gốc số tiền trên cho Việt Nam. Từ năm 1955 đến năm 1957, Liên Xô giúp đỡ khôi phục và mở rộng 28 nhà máy, xí nghiệp, xây dựng lại cơ sở công. Đến cuối năm 1962, Liên Xô đã giúp Việt Nam tất cả là 1.400 triệu giúp, xây dựng 34 nhà máy lớn nhỏ, 19 nông trường và cải tạo 27 nông trường, một số trường đại học, một bệnh viện lớn, giúp xây dựng 21 đài khí tượng thủy văn và 156 trạm thủy văn khác. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961 đến 1965, Liên Xô giúp đỡ xây dựng 25 sĩ nghiệp thiết bị điện, nhà máy sửa chữa và sản xuất phụ tùng ô tô. Đến cuối năm sáu do năm 1965 đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh đánh phá miền Bắc, nên năm 1964 kế hoạch 5 năm lần thứ nhất kết thúc. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, trên miền Bắc đã hoàn thành cải tạo và xây dựng 90 sĩ nghiệp và công trình các loại, trong đó có 43 công trình công. Liên Xô giúp xây dựng một số nhà máy điện, tổng công suất là 71.300 kW, xây dựng công trình khai khoáng như mỏ Thước tĩnh túc, mỏ apatit lào cai, nhà máy cơ khí Hà Nội, nhà máy super phốt phát lâm thao, công suất 10 vạn tấn trên năm, công trình công nghiệp nhẹ như nhà máy trẻ phú thọ, nhà máy cá hộp hải. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Liên Xô truyền đạt cho cán bộ Việt Nam kinh nghiệm trồng cây nông nghiệp, ví dụ như áp dụng kỹ thuật thụ phấn cho ngô, tăng năng suất từ 20 đến 30%, xây dựng một số nông trường trồng, cây nhiệt đới, viện trợ hàng vạn tấn phân hóa học các loại, giúp trang bị các máy móc nông nghiệp, máy xới đất, máy gieo, máy gặt đập, máy cắt cỏ, máy phát điện. Năm 1965, cùng với sự ấm lên trong quan hệ chính trị, được coi là năm Việt Nam nhận được nhiều sự viện trợ của Liên Xô. Ngày 10 tháng 7 năm 1965, trong chuyến thăm Liên Xô của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, Hai nước ký kết hiệp định về việc Chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết viện trợ bổ sung không hoàn lại về kinh tế cho Việt Nam, cung cấp hàng hóa trong năm 1965 trị giá 17,5 triệu. Theo yêu cầu của Việt Nam, ngày 21 tháng 12 năm 1965, hai nước ký tiếp nghị định thư bổ sung về viện trợ tăng thêm không hoàn lại cho Việt Nam trị giá 38,5 triệu. Cùng ngày, hai nước ký hiệp định về hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong hai năm 1966-1967 xây dựng nhà máy pin với 60 triệu sản phẩm trên năm. Kể từ năm 1966, Liên Xô đã ký với Việt Nam nhiều hiệp định, nghị định, thỏa thuận, ghi nhớ về viện trợ và hợp tác, hiệp định về viện trợ kinh tế không hoàn lại. Ngày 10 tháng 7 năm 1965, Nghị định thư về viện trợ bổ sung, ngày 21 tháng 12 năm 1965, Hiệp định về hỗ trợ kỹ thuật, ngày 21 tháng 12 năm 1965, Thỏa thuận về cung cấp bổ sung các khoản cho vay mới và viện trợ, tháng 9 năm 1967, thỏa thuận về cung cấp bổ sung viện trợ không hoàn lại, ngày 25 tháng 11 năm 1968, hiệp định hợp tác hàng không và thông tin liên lạc, ngày 22 tháng 6 năm 1969, hiệp định cung cấp bổ sung viện trợ kinh tế, quân sự ngày 11 tháng 6 năm 1970, hiệp định viện trợ không hoàn lại ngày 4 tháng 10 năm 1970. Hiệp định viện trợ quân sự và cung cấp tín dụng, ngày 7 tháng 10 năm 1970. Hiệp định hợp tác kinh tế, kỹ thuật và trao đổi hàng hóa, ngày 14 tháng 8 năm 1973. Hiệp định hợp tác văn hóa và khoa học, tháng 11 năm 1974. Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, ngày 16 tháng 12 năm 1974. Theo các hiệp định thỏa thuận này, năm 1968 Liên Xô viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 11,5 triệu giúp, bao gồm 10 triệu giúp viện trợ chuyển cho đồng bào bị thiên tai năm 1969 và 1,5 triệu giúp dành cho chiến dịch chống sốt rét những năm 1969, năm 1970. Liên Xô cho Việt Nam vay khoản tín dụng không tính lãi là 152 triệu giúp, trong đó có 127 triệu giúp hàng hóa và 25 triệu giúp để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, năm 1973. Liên Xô cho Việt Nam vay một khoản tín dụng không lấy lãi là 9 triệu. Khoảng 70% viện trợ kinh tế của Liên Xô những năm 1965 đến 1967 là dành cho sự phát triển của các ngành công nghiệp chủ chốt, trong đó 30% là dành để xây dựng các nhà máy điện, phát triển ngành năng lượng. Nếu như năm 1967, vốn giúp đỡ của Liên Xô cho Việt Nam không lớn hơn 37%, thì năm 1968 đã đạt 50% Số vốn này được thực hiện chủ yếu qua con đường viện trợ và cho vay dài hạn. Từ năm 1966 đến năm 1975, trung bình mỗi năm Liên Xô viện trợ cho Việt Nam khoảng 700 đến 800 triệu. Tháng 6 năm 1973, Liên Xô đã xóa những khoản nợ cũ từ năm 1973 trở về trước cho Việt Nam khoảng 1,3 tỷ giúp đề nghị gạch sổ giai đoạn trước, xây dựng mối quan hệ kinh tế trên cơ sở bình thường giữa các nước với nhau. Liên Xô hứa sẽ xây dựng lại các công trình bị tàn phá và những công trình đã có hiệp định, nhưng vì chiến tranh phá hoại nên chưa tiến hành xây dựng được. Trên tinh thần đó, Liên Xô giúp khôi phục và mở rộng 13 công trình bị chiến tranh tàn phá ác liệt và xây dựng 14 công trình mới, theo các hiệp định ký ngày 7 tháng 10 năm 1971 và ngày 14 tháng 8 năm 1973. Liên Xô giải quyết một số nhu cầu thiết yếu của Việt Nam trong những năm từ 1973 đến 1975 như lương thực, xăng dầu sắt thép, xe hơi, máy kéo, vải vóc. Riêng nhu cầu kinh tế, năm 1974, Liên Xô đáp ứng tăng 20% so với năm 1973. Đến đầu năm 1972, Liên Xô tham gia xây dựng 56 công trình công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. Hàng nghìn chuyên gia Liên Xô thuộc các lĩnh vực ngày đêm miệt mài giúp đỡ Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa. Liên Xô giúp Việt Nam phát triển năng lượng điện, công nghiệp than, xây dựng đường xá khôi phục và xây dựng mới nhiều công trình quan trọng, tiêu biểu là những công trình. Về ngành than, Liên Xô giúp mở rộng mỏ than vàng danh cùng với nhà máy tuyển than uông bí từ 0,6 triệu tấn lên 1,8 triệu tấn trên năm, mở rộng mỏ than cầm phả lên 4 triệu tấn trên năm. Về cơ khí, giúp xây dựng nhà máy cơ khí cầm phả, hai lò luyện thép công suất 1.800 tấn trên năm đã đưa vào sản xuất từ tháng 11 năm 1975 nhà máy cơ khí Uông Bí và mở rộng nhà máy cơ khí Hà Nội thêm 9.000 tấn máy trên năm. Về điện, Liên Xô giúp khôi phục và xây dựng nhà máy điện Uông Bí, công suất 15,3 vạn kW, năm 1974 đưa vào vận hành 3,6 vạn kW. Nhà máy thủy điện Thác Bà công suất 10,8 vạn kW, năm 1974 đưa vào vận hành 7,2 vạn kW. Nhà máy sửa chữa thiết bị điện Đông Anh, giúp đỡ thăm dò và xây dựng nhà máy thủy điện hòa bình công suất 1,92 triệu kW. Sau đó, một đoàn chuyên gia Liên Xô đã sang Việt Nam, tiến hành khảo sát địa chất. Năm 1973, lập xong luận chứng kinh tế kỹ thuật tháng 1 năm 1975, đã xác định địa điểm xây dựng. Về hóa chất, cải tạo và mở rộng nhà máy tuyển quảng Apatit Lào Cai, mở rộng nhà máy Super Phốt Phát Lâm Thao lên 30 vạn tấn trên năm. Về công nghiệp nhẹ và thực phẩm, xây dựng các nhà máy chế biến mì sợi Nam Định, Hải Hưng, công suất 12 tấn trên ngày, nhà máy trẻ Tân Trào, Khánh Thành ngày 5 tháng 11 năm 1975. Các công trình văn hóa, xã hội, cung văn hóa tổng công đoàn ở Hà Nội ký tháng 12 năm 1973 và lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Khánh Thành ngày 2 tháng 9 năm 1975. Những công trình kinh tế do Liên Xô giúp đỡ xây dựng đã bảo đảm sản xuất 25 vạn kWh điện, 8 triệu tấn than trên năm, 60 vạn tấn xi si măng, 5 vạn mét khối cấu kiện bê tông đúc sẵn trên năm, mở rộng cảng Hải Phòng với khả năng thông quan là 2,7 triệu tấn trên năm, hệ thống ống dẫn dầu với công suất 1 triệu tấn trên năm. Các công trình này góp phần nhanh chóng khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho miền Bắc trở thành hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ. Đặc biệt, liên xô thường xuyên viện trợ bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu đột xuất của Việt Nam. Tháng 4 năm 1967. Việt Nam yêu cầu Liên Xô viện trợ gấp 15 vạn tấn lương thực, trong đó có một phần ba là gạo. Liên Xô đồng ý giúp ngay 15 vạn tấn bột mì vì Liên Xô không có gạo. Tháng 4 năm 1975, khi công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gần đến ngày thắng lợi, lường trước những khó khăn bộn bề mà chính phủ Việt Nam phải giải quyết sau giải phóng. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại sứ Liên Xô thông báo quyết định của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô về giúp đỡ lương thực và thuốc men cho các vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng thời tiếp tục chuyên trở những hàng hóa thỏa thuận trong các hiệp định đã ký kết như xe hơi, gạo, bột mì, xăng dầu. Mặc dù lúc này Việt Nam chưa nêu yêu cầu. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, chỉ 5 ngày trước khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng Cộng sản Liên Xô và Chính phủ Liên Xô quyết định viện trợ bổ sung không hoàn lại cho nhân dân miền Nam Việt Nam trong năm 1975, gửi sang Việt Nam một số lượng lớn hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm, thuốc men, giúp Chính phủ Việt Nam tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Cụ thể là 2 vạn tấn gạo, 4 vạn tấn bột mì, 5.000 tấn đường, 3.000 tấn mỡ lợn, 5 triệu hộp thịt, 5 triệu hộp sữa đặc, 1,5 triệu giúp thuốc men, 6 triệu mét vải. 2,5 vạn tấn xà phòng giặt, 2,5 vạn tấn xăng, 2,5 vạn tấn DRN, 1 vạn tấn dầu hòa, 3 vạn tấn săn phát, 1 vạn tấn phân kali, 1 vạn bộ xăm lốp xe hơi, 400 tấn giấy viết, 300 tấn giấy in báo, 100 xe vận tải, 35 xe chở khách, 8 xe tét chở nhiên liệu, 6 xe sửa chữa lưu động, 10 xe cứu thương, 5 xe chữa cháy, 25 xe UAZ 469 và UAZ 469B hai tàu thủy chữa cháy ba tàu chạy ven biển một triệu giúp phụ tùng xe hơi một triệu giúp phương tiện thông tin năm vạn mét vuông giấy hai mươi vạn cuốc sẻng hai vạn mét vòi chữa cháy hai mươi năm tấn thuốc bột chữa cháy po một phẩy năm vạn mét vải bạt mười vạn giúp văn phòng phẩm trong đó có ba triệu vở học sinh như vậy liên xô cung cấp cho việt nam các loại hàng hóa tiêu dùng phục vụ sản xuất lương thực thực phẩm thuốc men dụng cụ y tế các sản phẩm dầu mỏ kim loại đen, kim loại màu, phân bón hóa học giúp Việt Nam khôi phục, phát triển kinh tế, nâng cao khả năng quốc phòng. Theo tổng kết của Việt Nam, trong số viện trợ của nước ngoài, viện trợ của Liên Xô chiếm 1/3, còn Trung Quốc bảo đảm 52%, Đông Âu bảo đảm 19%. Trong đó có 1/2 thiết bị, máy móc, không kể thiết bị toàn bộ, 1/3 nguyên nhiên vật liệu và 1/3 hàng tiêu dùng, 1/3 khối lượng sắt, thép. 1 phần 2 kim loại màu, 1 phần 2 xăng dầu, 1 phần 2 phân bón, 1 phần 2 xe vận tải, 1 phần 2 máy kéo, máy ủi, 2 phần 5 lương thực. Bên cạnh sự viện trợ về mặt nhà nước, các đoàn thể liên xô tích cực hoạt động ủng hộ Việt Nam, tổ chức quyên góp trong nhân dân, dành cho Việt Nam khoản viện trợ theo đường quần chúng. Năm 1965, tổ chức công đoàn liên xô đã quyên góp được 800 triệu giúp để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng tiêu dùng gửi sang cho nhân dân Việt Nam. Hội Phụ Nữ Liên Xô gửi tặng 200 triệu giúp. Năm 1966, công đoàn các cấp của Liên Xô vận động quần chúng ủng hộ nhân dân Việt Nam thuốc men, quần áo, vải vóc. Trị giá 500 triệu giúp, đồng thời, công đoàn mua thuốc men, quần áo trị giá 1,5 triệu giúp tặng nhân dân Việt Nam. Tháng 10 năm 1966, Liên hiệp các hợp tác xã Liên Xô gửi tặng hàng hóa trị giá 1 triệu 300 nghìn giúp. Hội phụ nữ Liên Xô quyên góp quần áo sách vở, thuốc men cho phụ nữ, trẻ em Việt Nam trị giá hơn 500.000 giúp. Tháng 9 năm 1966, Ban chấp hành Hiệp hội Người tiêu dùng Liên Xô quyết định cấp 1,8 triệu giúp dưới dạng hàng hóa cho Liên hiệp các hợp tác xã bán lẻ Việt Nam. Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ Liên Xô gửi tặng hội chữ thập đỏ Việt Nam bông băng, thuốc men, dụng cụ y tế, trị giá 30 triệu giúp. Năm 1967, Ủy ban ủng hộ Việt Nam quyên góp số hàng hóa cho Việt Nam trị giá 1 triệu 300 nghìn giúp. Liên hiệp các tổ chức chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ tặng hội chữ thập đỏ Việt Nam hàng hóa trị giá 400 nghìn giúp. Từ tháng 5 năm 1967, Liên Xô tổ chức các chuyến tàu đoàn kết tới Việt Nam và từ Novo ít chuyến tàu đoàn kết đầu tiên chở thực phẩm, quần áo, xe đạp, được mua bằng tiền của các tổ chức xã hội đã khởi hành. Ngày 1 tháng 5 năm 1968, chuyến tàu đoàn kết đã chuyển giao cho Việt Nam số hàng hóa đầu tiên trị giá 1 triệu giúp. Tháng 9 năm 1968, Liên hiệp các tổ chức chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ gửi một chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào miền Bắc bị lũ lụt, thiên tai. Năm 1975, khi các tỉnh miền Nam Việt Nam lần lượt được giải phóng, Hội đồng Trung ương các tổ chức công đoàn Liên Xô, Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin Liên Xô, Hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ Liên Xô, Ủy ban ủng hộ Việt Nam, Quỹ Hòa Bình Liên Xô đã gửi khẩn cấp lương thực, thuốc và các nhu yếu phẩm khác giúp nhân dân vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, các tổ chức quần chúng Liên Xô quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân miền Nam Việt Nam ở vùng mới giải phóng hơn 1 triệu giúp gồm vải vóc, thuốc men, lương thực khi Việt Nam chưa nêu yêu cầu. Trước những tình cảm thân thiết và sự giúp đỡ kịp thời của nhân dân Liên Xô dành cho nhân dân Việt Nam, ngày 23 tháng 4 năm 1975, trong buổi tiếp đại sứ liên xô saplin thủ tướng phạm văn đồng phát biểu đặc biệt bộ chính trị trung ương đảng chúng tôi cảm ơn về sự giúp đỡ vật chất của liên xô cho những vùng mới được giải phóng tất cả điều đó làm cho nhân dân và những người cộng sản việt nam càng thấy rõ thêm vai trò của liên xô đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc điều này làm cho nhân dân miền nam việt nam càng nhận thấy sâu sắc rằng mọi thắng lợi đều gắn liền với sự giúp đỡ to lớn và quý báu của liên xô số tiền mà nhân dân liên xô quyên góp có trị giá lớn đã được kịp thời chuyển tới việt nam biểu hiện tình cảm rộng lớn của những người bạn người anh em đối với nhân dân việt nam điều đáng lưu ý là các viện trợ giúp đỡ của liên xô đến với việt nam vào những thời điểm ác liệt khó khăn của cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ đế quốc mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhất lần thứ hai đế quốc mỹ đánh phá miền nam việt nam ác liệt mở rộng chiến tranh ra miền bắc và sang lào campuchia nên sự giúp đỡ của Liên Xô không chỉ đơn thuần có ý nghĩa về vật chất, mà còn có ý nghĩa lớn lao về tinh thần và tình cảm. Ngoài viện trợ trực tiếp, Liên Xô còn gửi chuyên gia sang giúp Việt Nam khôi phục, cải tạo, xây dựng hàng loạt xí nghiệp và các cơ sở kinh tế. Trong vòng năm năm 1955 đến 1960, Liên Xô cử 1.547 chuyên gia các ngành sang công tác tại Việt Nam. Tính chung trong những năm 1954 đến 1964, gần 2.500 chuyên gia kinh tế Liên Xô có mặt ở Việt Nam đã góp phần quan trọng vào công cuộc khôi phục, cải tạo và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất ở miền Bắc Việt Nam. Đối với ngành điện và ngành than, sự giúp đỡ của Liên Xô rất to lớn. Nhờ đó, hai nhà máy điện Uông Bí và Thác Bà có công suất lớn nhất Việt Nam được xây dựng, trở thành trung tâm của lưới điện Việt Nam. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, ở miền Bắc xây dựng được một hệ thống điện tương đối hoàn chỉnh, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và chiến đấu. Đối với ngành than Liên Xô hỗ trợ khôi phục những mỏ than quan trọng giúp khảo sát, mở rộng một số mỏ than phục vụ cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960 đến 1965 với công suất 3,7 triệu tấn trên năm. Đặc biệt, đối với ngành công nghiệp dầu khí, các chuyên gia Liên Xô giúp tìm kiếm, khảo sát, đánh giá triển vọng dầu khí ở Việt Nam. Năm 1961 đoàn địa chất 36 ra đời là mốc quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam. Cũng từ đây các chuyên gia Liên Xô sát cánh cùng với các kỹ sư Việt Nam tìm kiếm, thăm dò vùng trũng sông Hồng, thực hiện giếng khoan đầu tiên ở khoái châu Hưng Yên. Với sự giúp đỡ của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa khác, Việt Nam chủ động sản xuất được một số máy móc đơn giản, trang thiết bị phục vụ công cuộc xây dựng miền Bắc, bảo đảm một phần những nhu cầu cấp thiết về kinh tế và quốc phòng, sản xuất được 46% năng lượng điện 90% than đá, hơn 80% máy cắt kim loại 100% apatit thiết, super phát và một phần hai sản lượng xuất khẩu. Như vậy, từ năm 1954 đến năm 1964, Liên Xô giúp đỡ Việt Nam thiết lập cấu trúc kinh tế của đất nước, đặt nền móng cho một số ngành công nghiệp hiện đại như nhiệt, thủy điện, cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam, khôi phục và phát triển kinh tế, đào tạo cán bộ cho miền Bắc. Về sự ủng hộ và giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu, sự giúp đỡ to lớn và quý báu của Liên Xô đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống mới của nhân dân miền Bắc Việt Nam. Toàn bộ sự giúp đỡ của Liên Xô có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói thêm, các nước bạn giúp ta một cách vô tư, khảng khái, ta không phải trả lại những khoản giúp ấy. Đó là sự giúp đỡ không có điều kiện các nước bạn ra sức giúp ta, đồng thời tuyệt đối tôn trọng chủ quyền của ta, khác hẳn với viện trợ của các nước đế quốc, giúp một để lột mười, giúp để nô dịch. kể từ khi Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ kinh tế, thương mại vào năm 1955, quan hệ kinh tế, thương mại, lưu thông hàng hóa giữa hai nước năm sau đều tăng hơn năm trước. kim ngạch ngoại thương giữa hai nước năm 1960 tăng gần 30 lần so với năm 1955. Liên Xô đứng đầu trong số các nước buôn bán với Việt Nam 1954. Lưu thông hàng hóa giữa hai nước là 3,3 triệu giúp. Năm 1957 đạt 11,6 triệu giúp, tăng 3,5 lần so với năm 1955. Năm 1960, con số này đạt 43 triệu giúp, trong đó Liên Xô xuất 22 triệu giúp và nhập của Việt Nam 21 triệu giúp. Năm 1964, thương mại Liên Xô, Việt Nam chiếm khoảng 35% khối lượng thương mại của Việt Nam trị giá các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Liên Xô vào khoảng 42,5 triệu giúp việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước phát triển ổn định. Trong các năm từ 1954 đến 1964, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước tăng 2,8 lần so với thời kỳ 1956 đến 1960, trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng 2,4 lần từ năm 1957 đến năm 1964, khối lượng buôn bán giữa hai nước tăng lên 8 lần, đạt 95 triệu giúp. Còn từ năm 1955 đến năm 1965, thương mại giữa hai nước tăng hơn 28 lần. Việt Nam nhập khẩu từ Liên Xô chủ yếu là máy móc, trang thiết bị công nghiệp, các sản phẩm từ dầu, các nguyên liệu công nghiệp, thuốc men, xuất sang Liên Xô các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, dệt, giày, thuốc lá, chè. Tổng trị giá vào năm 1964 là 31,3 triệu giúp. Những năm từ 1961 đến 1965, Việt Nam và Liên Xô dự định tăng khối lượng hàng hóa lên 2,5 lần so với 5 năm trước, đạt khoảng 1.250 triệu rút. Mặc dù trong những năm 1965 đến 1972, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, gây thiệt hại cho kinh tế Việt Nam. Nhưng quan hệ thương mại giữa Việt Nam, Liên Xô vẫn được duy trì đều đại. Từ năm 1965 đến năm 1970, mức xuất khẩu của Việt Nam sang Liên Xô cao hơn mức 4 năm trước đó 1961 đến 1964. Liên Xô xuất sang Việt Nam số lượng hàng hóa tăng hơn 4 lần so với 4 năm trước. Từ năm 1973, sau chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Việt Nam nhanh chóng đẩy mạnh xuất khẩu sang Liên Xô. Năm 1973 là năm có mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong thời kỳ chiến tranh, đạt tới 520 triệu giúp. Tính chung, từ năm 1971 đến năm 1975, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên Xô tăng 47% so với 6 năm trước đó. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Liên Xô và Việt Nam những năm từ 1965 đến 1975 đã tăng nhiều lần so với những năm từ 1954 đến 1964. Đặc biệt xuất khẩu của Việt Nam sang Liên Xô chiếm vị trí quan trọng trong nền ngoại thương Việt Nam. Cần nhấn mạnh thêm rằng, sự hợp tác kinh tế giữa hai nước trong giai đoạn này mang tính hữu nghị trong đó liên xô viện trợ và giúp đỡ việt nam là chủ yếu tuy nhiên ý nghĩa của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đối với liên xô là ở chỗ quan hệ buôn bán này vượt ra khỏi phạm vi thông thường liên xô thiết lập được một thị trường buôn bán xã hội chủ nghĩa ở đông nam á qua đó dần khẳng định vị trí và mở rộng ảnh hưởng của liên xô ở khu vực trong lĩnh vực văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật hợp tác việt nam liên xô diễn ra phong phú đa dạng trên cơ sở các hiệp định được ký kết từ năm 1955. Việt Nam và Liên Xô triển khai hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, văn hóa và y tế một cách toàn diện và hiệu quả. Năm 1959, Ủy ban Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Việt Xô ra đời, đảm bảo cho quá trình hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai nước không chỉ mở ra trên diện rộng, với các ngành, các lĩnh vực khác nhau, mà còn đi vào chiều sâu với những nội dung, kết quả hợp tác to lớn để tăng cường đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho công cuộc xây dựng củng cố miền bắc đảng nhà nước việt nam chủ trương đưa thêm nhiều lưu học sinh nghiên cứu sinh thực tập sinh đi học ở liên xô trung quốc và các nước anh em khác chủ yếu nhằm đào tạo cán bộ giảng dạy đại học cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cán bộ lý luận cơ bản có trình độ cao đáp ứng yêu cầu đó liên xô giúp việt nam đào tạo nâng cao tay nghề cho số lượng lớn cán bộ sinh viên việt nam Liên Xô nhận đào tạo cho công dân Việt Nam ở các trường trung học và đại học, lo chu cấp học phí và ăn ở. Tính riêng từ năm 1955 đến năm 1960, Liên Xô nhận 420 thực tập sinh và 1.267 sinh viên Việt Nam sang học tập. Đội ngũ chuyên gia Liên Xô đang làm việc tại Việt Nam không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên gia, mà còn trực tiếp thực hiện công tác đào tạo. Tại Việt Nam, trong hai năm 1955 đến 1956, các chuyên gia Liên Xô hướng dẫn, đào tạo trên 7.000 cán bộ, công nhân các ngành nghề khác nhau. Tính tổng thể, từ năm 1955 đến năm 1964, Liên Xô đào tạo trên 3.900 lưu học sinh cho Việt Nam. Đến năm 1967, có 2.100 sinh viên Việt Nam học tập tại các cơ sở đào tạo của Liên Xô. Đến đầu năm 1972, đã có 4.000 người tốt nghiệp đại học và sau đại học ở Liên Xô, 7.000 người Việt Nam đang học trong các trường trung cấp, cao đẳng và đại học của Liên Xô. Còn tính chung từ năm 1965 đến năm 1975, Liên Xô giúp Việt Nam đào tạo hơn 10.000 người. Với số lượng sinh viên, nghiên cứu sinh đã đào tạo ở Liên Xô, Việt Nam xây dựng một đội ngũ cán bộ chuyên môn trong các ngành khoa học cơ bản, có vai trò to lớn trong xây dựng miền Bắc, kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam. Liên Xô đào tạo cho Việt Nam một đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề, giúp xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong các ngành khoa học cơ bản, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về nhân lực cho Việt Nam mà còn đáp ứng nhu cầu ấy về lâu dài. Đa phần những người đã học tập tại Liên Xô sau này đều đảm trách những vị trí quan trọng, chủ chốt trong nền kinh tế và bộ máy nhà nước Việt Nam, phát huy những tri thức được đào tạo, hoàn thành tốt các công việc được giao. Liên Xô cử nhiều chuyên gia sang Việt Nam công tác trong lĩnh vực giáo dục, giúp Việt Nam xây dựng chương trình và tham gia giảng dạy ở các trường đại học. Các chuyên gia Liên Xô trong lĩnh vực giáo dục không những góp phần thúc đẩy chất lượng giáo dục Việt Nam mà còn giúp việt nam mở rộng quy mô các trường đại học trung học các ngành nghề đào tạo cần thiết cho công cuộc xây dựng miền bắc và kháng chiến ở miền nam những cán bộ giảng dạy ở những trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp chủ yếu được đào tạo ở liên xô kết hợp giảng dạy với chuyên gia liên xô vì thế chất lượng đào tạo được nâng lên đáng kể trong bối cảnh chiến tranh việt nam còn nghèo các cơ sở đào tạo của việt nam còn thiếu thôn trang thiết bị đồ dùng học tập sách giáo khoa phục vụ cho việc dạy và học tập. Trước thực tế này, để giúp đỡ nền giáo dục Việt Nam, Liên Xô viện trợ các thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu, giúp xây dựng cơ sở vật chất, trường đại học Bách Khoa, trường đại học Nông nghiệp. Năm 1959, đoàn đại biểu các nhà khoa học Xô Việt do viện sĩ Kotenikov dẫn đầu đã đến thăm Việt Nam, ký kết các thỏa thuận về hợp tác khoa học, kỹ thuật giữa Việt Nam, Liên Xô. Theo thỏa thuận này, Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam hơn 600 bộ tài liệu khoa học, kỹ thuật về sản xuất máy móc, chuyển giao các quy trình khoa học trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Tháng 5 năm 1961, Viện Hàn Lâm Khoa học Xô Việt và Ủy ban Khoa học Nhà nước Việt Nam ký kết văn bản về hợp tác khoa học Việt. Xô mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác khoa học kỹ thuật giữa hai nước. Năm 1966, Liên Xô tổ chức đoàn chuyên gia sang Việt Nam giúp đỡ khảo sát địa chất. Năm 1966, sau nhiều năm miệt mài lao động, các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam đã vẽ xong bản đồ địa chất. Những năm từ 1966 đến 1970, Liên Xô tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong công tác thăm dò khoáng sản, bao gồm khoáng sản rắn, dầu và khí đốt. Tháng 4 năm 1969, Ủy ban Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Xô Việt nhóm họp phiên thứ 8 và ngày 13 tháng 4 năm 1969, Nghị định thư về hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm 1969 được ký kết. Cùng lúc, đoàn đại biểu các nhà khoa học Việt Nam có chuyến thăm Moscow và ngày 8 tháng 4 năm 1969, kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật những năm từ 1969 đến 1970 giữa Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật nhà nước Việt Nam được ký kết. Theo đó, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tháng 12 năm 1972, Việt Nam và Liên Xô ký kết thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học Việt Xô. Trong lĩnh vực văn hóa, khoa học, hợp tác Việt Nam Liên Xô diễn ra trên các khía cạnh chủ yếu. 1. Hợp tác ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, âm nhạc, hội họa. 2. Giúp nâng cao trình độ cán bộ, công nhân Việt Nam, chuyển giao các tài liệu kỹ thuật, mẫu thiết kế. 3 gửi chuyên gia sang giúp việt nam trong công tác khoa học kỹ thuật và quản lý sản xuất việt nam và liên xô tích cực thúc đẩy phát triển hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa văn học xuất bản ấn loát nghệ thuật tạo hình âm nhạc sân khấu điện ảnh thông tin báo chí phát thanh và vô tuyến truyền hình thể dục thể thao và những lĩnh vực khác về y tế liên xô đã giúp đỡ việt nam đào tạo một đội ngũ cán bộ ngành y giúp việt nam nhiều thiết bị y tế thuốc men viện trợ dài hạn cho Việt Nam thực hiện chương trình thanh toán bệnh sốt rét. Như vậy, quan hệ hợp tác Việt Nam Liên Xô trên lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, văn hóa và y tế diễn ra phong phú, đa dạng, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với Việt Nam. Hết phần 2